em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lâu lâu hôm nay em lại à, có mắt ở cơ sở 1. Đa số là làm video ở cơ sở 2 anh em ạ. Vì à, à, đồ đạc với lại à, cơ sở 2 nó rộng hơn. Vì thế mà em hay à, quay máy à, review máy ở cơ sở 2. Hôm qua hôm trước thì à, vào review con máy ở cơ sở 4 ở trong kho ấy. Thì hôm nay lại review à, hôm nay có khách à, có một ông anh anh Dũng anh ấy ở trong à, trong Nghệ An, anh ấy điện cho em xem trên mạng cái đến cơ sở của em thì anh ấy điện bảo là anh muốn mua một con máy Gochai quay chai 380 nhưng uh, thường thường là bây giờ không ai còn chạy cái đời dòng quay chai màu xám này nữa đời thấp này nữa nhưng anh dũng anh ấy bảo là thôi anh mua cái dòng máy này cho nó đúng cái giống cái máy mà để anh đi đăng kiểm cho dễ bây giờ cái vấn đề đăng kiểm rất là khó vì thế phải là đúng máy mới đăng kiểm được thì uh, anh dũng điện cho em thì cũng may là dòng, cái dòng máy đời cái dòng máy quay chai đời thấp này thì em còn <laughs> không có nhiều nhưng uh, vẫn có đủ nếu anh em có nhu cầu là em vẫn có bán cho khách vì bây giờ thường thường là anh em đều mua cái máy màu xanh nước biển đấy màu xanh da trời ấy là máy đời cao, ít người dùng máy này lắm. Nhưng anh em cần mua đời thấp thì em vẫn có cơ sở em vẫn có để bán cho mọi người nhá. Thì đây là anh Dũng anh ấy ở nghệ an anh ấy xem trên mạng cái cơ sở của em, thì anh ấy điện cho em nhờ em tư vấn hai ba ngày hôm nay rồi. Thì hôm nay anh ấy có một ông em quen của ông ấy à, của anh anh Dũng à, đi lái con đầu đầu kéo qua cơ sở em và đến xem cơ sở của em. Thì à, anh ấy bảo là thôi à, cho ông em của em của anh kiểm tra máy rồi em cho lỗ máy đi để anh kiểm tra rồi anh mua luôn. Và đây là con máy mà anh Dũng Anh đã chọn con máy quay chai Máy xám, đời máy này máy đời thấp Con này nó đời 20 mấy, 29, 20 anh em ạ Vì con máy mới có đời máy xám này Thì em sẽ giới thiệu qua cái vòng tua và mã lực của con máy này một tí Con này là 276 kW Vòng tua 2002 Mã lực của nó là à, Con này là 2, 270 3, 380 à 375, nó 2, 200 278 kW thì phải anh em ạ là 380 PS Lòng vào vòng tua của nó là 2002 mà lòng của nó là một một tấc 27 thì phải anh em Cái quay chai này nó yệt như hổ vồ nhá. Vì cái máy dòng quay chai này máy đời thấp ạ thì cái bơm hơi cái bơm hơi của nó là bơm hơi bơm hơi này này anh em Bơm hơi nó chìa ra ngoài. Cái máy quay chai nó là như vậy và cái màu xám. Thì qua tình trạng con máy này thì cái máy đời thấp này thì thực ra là nó hình thức như có một con máy mà quay chai đời thấp này là nó đẹp như thế này là cũng là ok rồi anh em ạ. Thì vì tất cả cái đời thấp của nó là, là máy màu xám này nha anh em nhá màu xám máy màu màu du như cả máy du chai màu màu lông chuột đấy nhưng nó là máy quay chai nó là anh em của hồ Vồ nhá anh em nhá thì con máy này còn đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả anh em cũng biết này đây là cái bơm kim của nó vẫn còn màu của nó vẫn rất là ok nhá bơm này thực ra là đã có sự trước đây nó đã làm lại rồi thì con máy này thực ra là cái giá trị của con máy này nó không 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 cao đâu anh em ạ nó không cao như những cái con máy màu xanh da trời màu cái con máy đắt tiền đâu con máy này nó rẻ thôi thì uh, tiền nào của đấy thôi anh em ạ vì máy nó là máy đời thấp nhưng chất lượng thì vẫn ok nhá cốt kiếc lỗ liếc phải ngon lành thì mới bán được cho khách để lắp xe mà anh em đây bơm heo kia nó vẫn còn nguyên vẫn còn đẹp màu lốc thì nó cũng chạy rất là ít rồi anh em xem này vẫn còn ok lắm đây đây đấy mặt đằng trên này nói chung là máy này thì đã qua bảo dưỡng rồi anh em bạn nó không còn được gì nữa đâu nhưng uh, em cũng nói luôn với anh dũng là anh ơi máy này nó cũng qua bảo dưỡng ở bên nước ngoài người ta bảo dưỡng rồi nhưng uh, anh dũng bảo được em ạ à, miễn là nó đủ ok đảm bảo cho anh đủ hơi hám ngon lành là được đây máy này tất cả cái lắp đây quay chai đây anh em ạ à. nếu mà anh em nào theo dõi thường xuyên kênh bán hàng của em thì biết là em hay bán là cái dòng máy quay chai là cái máy cái máy đời màu xanh ra trời ấy, là nhiều đây anh em nhá nha. tất cả đây máy đẹp lắm nói chung là nó chỉ được như thế này thôi đây anh em này xem này cái đời đây, ở đây hai bên dài lốc của nó vẫn còn nguyên một con máy nói chung là cái dòng máy này nếu mà để nói 380 mà một con máy này mà chạy mua con máy này về chạy đấy thấy là đảm bảo đấy anh em ạ à. máy quay chai mà cái dòng máy này nó cũng y hệt như hổ vồ nó cũng bền Turbo tôi biết vẫn còn ngon lành lắm anh em ơi, nó vẫn còn nguyên hết. Đây. Cái bao côn cái thứ này đây. Cái bà, bánh đà và bán ép của nó vẫn còn nguyên hết. Đây màu sơn của nó cũng chạy nó xuống là cái máy này nó vẫn chưa chạy nóng máy lắm đâu anh em ạ. Nó vẫn còn nó ok đấy. Cái máy này nó thật là cái giá trị sử dụng nó vẫn còn là khá là cao anh em ạ. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để cho ông em trai của anh Dũng anh ấy kiểm tra nhá. Lỗ đi anh em ơi. Con máy này okay, okay, okay. Okay. quá êm luôn quay chai ba tám mươi nhá anh gọi cho anh cái số me không có một tí khói nào luôn không đà, đà. vừa rồi em vừa test nổ xong con máy quay chai 380 máy đời đời thấp máy đời máu máy xám rồi nhá à thực sự là như thế này thôi nha bạn đấy lỗ không có một tí khói không có một tí đổ hơi nào em chỉ lỗ có chưa đầy một phút hơn một phút thôi mà anh thợ anh anh bạn của anh Dũng ấy anh bảo thôi không phải lỗ nữa em ơi cả vì uh, máy này nó giàu mình đổ dầu mới lại không cho nước vào lỗ nó không đảm bảo lỗ uh, lỗ lên cái là thấy nghe tiếng nổ nó êm cái nào ngon là là thôi rồi về các anh ấy đổ dầu mới vào thì lỗ lâu hơn nói thật là máy này thì đấy nghe tiếng nổ trước khi là mua em đã lỗ rất là kỹ càng rồi rất là ok rồi anh em ạ bây giờ uh, em uh, sẽ cho anh em thợ uh, tháo dầu và gửi vào trong liên hệ xe để gửi vào trong cái an cho anh Dũng thì uh, Em sẽ đăng video lên kênh Nếu mà anh em xem có xem được video ấy, Thì mong mọi người cho em lượt đánh giá bình luận về tiếng nổ Nó ra máy này nổ ít quá cũng như thực ra là nó rất là ngon Nghe tiếng nổ ấy Không có một tí khói là luôn nhá Không khói không đổ hơi anh em ạ Cái dòng máy gôi chai này thì nó cũng Ở miền Bắc này thì nó rất là phổ biến Nó như kiểu hồ vô ấy Nó lắp trên, trên, trên những con xe rắc ấy Xe rắc Anh Dũng anh ấy là về lắp vào con xe rắc anh em ạ đây máy nổ có tí thôi anh em ạ nổ có hơn một phút thì em sẽ đăng lên kênh nếu mà mọi người xem được thì cho em một cái lượt đánh giá bình luận về chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá anh em nhá và đặc biệt là nếu mà cái video mà mọi người xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang muốn tìm kiếm ấy thì mọi người có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình màn hình tivi của mọi người anh em ấn tìm kiếm là trên phần mềm tiktok này youtube này google này anh em ấn tìm kiếm là động cơ ô tô thịnh và trong đó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn nha các loại xe đầu kéo này các loại máy gặt máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy công trình. Máy à, à, cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to. Có lại à, anh em à, ví dụ máy móc của mình hỏng nó chưa chưa hỏng hóc lớn đấy, chưa phải thay máy đấy. Mọi người mua ví dụ mua bơm này, mua mặt máy này, mua lốc này hay mua trục này, em đều có hết để bán cho mọi người nhá. Đủ tất cả các loại các loại luôn anh em ạ. Vì thế mà nếu mà anh em có nhu cầu mua cái gì thì hay là mua máy móc hay là đổi đổi cầu, đổi số hay gì mọi người cứ alo cho em mọi người muốn gặp em trực tiếp thì mọi người gọi điện vào trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua zalo hai số điện thoại của em em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với cái công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nhá anh em nhá và qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến anh Dũng vì đã tin tưởng và qua cơ sở ủng hộ cơ sở chúc cho ông anh mua con máy của em về dùng thật bền dùng thật tốt mong sao lúc nào nó cũng khỏe mạnh chạy cho băng băng trên đường nó Uh, cho anh uh, chọn được điều những chuyến hàng uh, cho anh Dũng nha và nếu mà ông uh, anh Dũng về mà nhận máy mà có thấy ok thì uh, mua máy uh, nếu mà có nhu cầu uh, anh em bạn bè người thân có ai uh, có nhu cầu mua máy móc hay cầu cống gì thì uh, mong anh ấy giới thiệu ủng hộ cho em nhá và cũng xin em cũng xin lưu ý là với tất cả các anh em là uh, nếu mà mọi người có mua hàng ở trên mạng ấy thì uh, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình mua hàng mình đặt tiền mua hàng người ta có làm ăn uy tín hay không tránh trường hợp rất nhiều anh em uh, đã từng mua hàng ở ngoài này và vì hám rẻ có những một số anh em người ta làm ăn không uy tín đấy người ta gửi chụp ảnh người ta gửi ảnh những con máy rất là đẹp nhưng người ta báo giá rất là rẻ để cho khách khách hàng ở xa người ta chuyển tiền cọc rồi khi nhận tiền cọc rồi người ta gửi vào gửi vào con máy ra xấu nếu mà không lấy thì mất tiền cọc mà lấy rồi thì ôm phải con máy xấu rất là nhiều cái trường hợp và có những trường hợp còn là chuyển tiền cọc cho nhưng khi mà gọi điện thì lại thuê bao có những khách hàng người ta điện hỏi em bảo là có em có biết người này không người kia không em bảo em biết nhưng thực sự với anh là Bây giờ anh có ra để đòi tiền người ta Gặp được người ta chưa chắc người ta đã giả tiền Người ta bảo không có tiền hoặc là Điện mà, mà có ra thì cũng nguyên cái tiền đi lại Cọc 5-10 triệu cái tiền đi lại Vé máy bay thì cũng hết anh em ạ Vì thế mà trước khi mình mua hàng ở đâu ấy Mình phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình mua hàng Người ta làm ăn có uy tín hay không Người ta có cơ sở đàng hoàng hay không Để tránh trường hợp rơi vào những cái trường hợp như vậy Nó rất là mất việc cho mình Vừa, vừa mất tiền lại vừa mang bực vào người Vì thế mà anh em lưu ý nhá Em không muốn bất kỳ ai và rơi vào những trường hợp như thế cả Vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến những người bán hàng trên mạng như em thực cảm thấy nó bị mất uy tín đi ơi. anh em mất lòng tin vào những cái người bán hàng trên mạng vì thế mà mong anh em phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mua hàng nha em xin chân thành cảm ơn anh dũng và cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nhá nếu mà anh em mua đồ vật hay là đồ gì ở máy móc gì thì mọi người cứ alo cho em em có đầy đủ tất cả để bán cho mọi người nhá tháo ở máy ra đồ tháo ở máy ra đi theo máy bao giờ nó vẫn là rất là ok vì nó là đồ của nhà máy sản xuất ra nó ở trong máy ra thì nó rất là dùng nó chuẩn lắm anh em ạ nó không như đồ mới nó sản xuất là đủ loại hai loại ba rồi thôi xin chân thành cảm ơn hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá xin chào và hẹn gặp lại